Khi mà dư luận thế giới liên tục dậy sóng trước những thông tin nhiều chiều về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, các thế lực thù địch phản động, các phần tử cơ hội bất mãn, chống đối lại thừa nước đục thả câu, tung ra những luận điệu công kích, phê phán quan điểm, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam về chiến dịch quân sự này, cho rằng Việt Nam không có chính kiến và các quan điểm rõ ràng về vấn đề này. Tuy nhiên, thực sự quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam có phải mơ hồ, không rõ ràng hay là đã thể hiện tính đúng đắn, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng ta trong việc xác định và thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế trong việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và phát triển đất nước? Mời quý khán giả và các đồng chí theo dõi phóng sự sau. Việt Nam ba phải, mơ hồ, không rõ ràng. Việt Nam không đi theo số đông mà đứng về phía bóng tối. Những luận điệu xuyên tạc đầy phi lý mà các thế lực thù địch đã cắt xén, thêm thắt, bịa đặt, làm sai lệch thông tin để cho rằng Đảng, Nhà nước Việt Nam chỉ đơn phương ủng hộ Nga cũng như chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, không ủng hộ cuộc chiến đấu của chính quyền và nhân dân Ukraine. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Mặc dù các bạn nói rằng bỏ thế là không lập trường, không rõ ràng. Tôi nghĩ rằng thế là rõ ràng. Phát biểu của đại sứ ta tại Liên Hợp Quốc thế là quá rõ rồi. Lập trường dứt khoát của Việt Nam là giải quyết hòa bình, tranh chấp quốc tế bằng hòa bình. Đó là tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không đe dọa vũ lực, tôn trọng công việc nội bộ của các quốc gia. Tôi nghĩ quan điểm đó là rất rõ. Có thể nói, khi đề cập đến đường lối ngoại giao của Việt Nam, không thể bỏ qua dấu ấn đậm nét tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi sinh thời, người nhiều lần căn dặn, phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ, để biết mình, biết người, biết thời, biết thế, hiểu rõ vị trí chiến lược Việt Nam trong mối quan hệ giữa các nước lớn, để cương nhu kết hợp, dĩ bất biến, ứng vạn biến, vì lợi ích tối cao của quốc gia dân tộc. Tư tưởng ấy đã và đang được Đảng, Nhà nước ta vận dụng khéo léo, linh hoạt, uyển chuyển trong thực hiện chính sách đối ngoại nói chung, cũng như trong bày tỏ quan điểm và thể hiện hành động trước tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine nói riêng. Trong quan hệ đối ngoại quốc phòng, Việt Nam luôn kiên trì thực hiện chính sách 4-0 là không tham gia liên minh quân sự, không liên kết nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Do đó, đối với vấn đề giữa Nga và Ukraine, Việt Nam luôn xem xét, nhìn nhận, đánh giá, đưa ra phát ngôn và hành động chính thức có trách nhiệm với nền hòa bình của thế giới, cũng như trách nhiệm với lợi ích của mỗi quốc gia trong vòng xoáy phức tạp của quan hệ quốc tế. Quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên định đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, tôn trọng và đảm bảo lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, đôi bên cùng có lợi. Đây là nguyên tắc bất biến, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo, điều hành, tổ chức và quản lý công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Chính phủ ta. Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, trong đó có cả Nga và Ukraine. Dù là Nga hay Ukraine, Việt Nam luôn coi trọng, duy trì và phát triển quan hệ đối ngoại một cách bình đẳng, trên tinh thần hợp tác cùng phát triển, phấn đấu vì một môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Chúng ta có bạn bè với cả Ukraine, với cả Nga. Nhưng nếu mà tình bạn mình muốn tiếp tục giữ cho được cái quan hệ với cả Ukraine, với cả Nga, rồi vẫn giữ được những cái gì đó. Cái thứ hai nữa, họ có sự cố với nhau, hai người bạn có sự cố với nhau. Ai cũng muốn là cái gì đấy, họ giải thỏa, ổn thỏa với nhau. Và cái thứ ba nữa, nếu vun vào được thì vỗ tay cho họ đối thoại với nhau, chí ít là cũng ngưng tiếng súng rồi đối thoại với nhau, và họ giải quyết được với nhau thì mình mừng lắm. Có thể khẳng định rằng tinh thần hòa bình, hữu nghị, nhân văn, thân thiện, trọng lẽ phải, công lý và chính nghĩa trong chính sách ngoại giao của Việt Nam không đơn thuần là sự tiến bộ, cách mạng của chính sách, chủ trương, mà tinh thần ấy đã trở thành một trong những nét đẹp của bản sắc Việt, là tinh hoa, là hồn cốt của dân tộc Việt Nam. Tinh thần ấy, quan điểm ấy vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo, vừa tuân thủ nguyên tắc, định hướng,
vừa linh hoạt uyển chuyển, hội tụ đầy đủ, toàn diện, phù hợp với các quy luật của lịch sử, hiện tại và tương lai, đảm bảo lợi ích tối thượng của quốc gia dân tộc, góp phần khẳng định và nâng tầm Việt Nam trên trường quốc tế. Và như vậy, thêm một lần nữa, chính sách ấy lại chứng minh được giá trị và quan trọng là đã góp phần đập tan những âm mưu, ý đồ, chiêu trò nhằm mục đích chống phá sự nghiệp cách mạng của nước ta.